thưa quý vị, bản tin Việt Nam đầu tiên đến từ Quảng Ngãi. Công Cộng sản Việt Nam kết án buộc sư tin lành Đinh Diêm 16 năm tù vì hoạt động nhằm lực độ chính quyền. Mục sư tin Lành là ông Đinh Diêm thuộc Hội Thánh Lutheran Việt Nam Hoa Kỳ và hôm thứ năm bị một phiên tòa ở tỉnh Quảng Ngãi tuyên án 16 năm tù với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Truyền thông trong nước cho rằng ông Đinh Diêm là mục sư tự phong của Hội Thánh Lutheran Việt Nam Hoa Kỳ, là một hội thánh không được nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam công nhận. Cáo trạng cho biết ông tham gia tổ chức chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời tại Hoa Kỳ do ông Đào Minh Quân đứng đầu. Công an Cộng sản Việt Nam cho rằng ông Đinh Diêm đã được ông Đào Minh Quân bổ nhiệm làm chủ tịch lâm thời Hội đồng Liên Tôn tại Việt Nam với nhiệm vụ kêu gọi một số chức sắc tôn giáo tham gia vào chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời với mục đích được cho là nhằm phát triển lực lượng và tiến hành hoạt động lật đổ chế độ. Qua mạng xã hội Facebook, Linh Mục Đinh Hữu Thoại thuộc giáo xứ Tiền Phước tỉnh Quảng Nam là một thành viên của Hội đồng Liên Tôn Việt Nam và hôm thứ Sáu xác nhận Mục sư Đinh Diêm nguyên là thành viên của Hội đồng Liên Tôn Việt Nam. Linh Mục Thoại cho biết thêm, trong nhiều năm Mục Sư Diêm thường bị công an quảng ngại, sách nhiễu, theo dõi, ngăn cản việc truyền đạo. Đài VOA trong cùng ngày dẫn lời Mục Sư Nguyễn Mạnh Hùng từ Sài Gòn cho biết, ông Đinh Diêm từng bị chính quyền địa phương áp lực không cho gia nhập Hội đồng Liên Tôn Việt Nam và ông đã rút tên ra khỏi tổ chức này.